Hello cả nhà, hôm nay cửa hàng của em là quay trở lại đây. Cửa hàng xe gắn máy Dũng Củ Chi. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe gắn máy đã qua sử dụng nha anh em. Số điện thoại quen thuộc cửa hàng là 0985 822 499 và 0379 666 994 nha anh em. Thủ tục góp bên em thì chỉ cần căn cứ công dân gắn chip là được rồi nha anh em. Ngân hàng bên em thì hỗ trợ vay tối đa là 25 triệu nha. Dưới 25 triệu thì anh em không cần đưa trước. Chỉ đạo hồ sơ là mình lấy xe thôi, bên em sẽ bao giao cần và cốc cho anh em luôn. Còn anh em nào mua xe trên 25 triệu thì mình thêm tiền giúp mình nha. Ví dụ là anh em mua xe 30 triệu đi thì mình sẽ chỉ đưa trước tầm khoảng 5 triệu thôi nha anh em. Còn 25 triệu thì mình vay. Bên em ngân hàng là chỉ giao cầu vàng gốc cho anh em đi luôn nha anh em. Hôm nay cửa hàng của em lại về rất là nhiều xe luôn nha. Có khách mua xe. Anh từ quận 7 đến cửa hàng của em luôn. Cảm ơn anh trai nhiều nha. Wanfa nha anh em, Wanfa Supreme cũng còn rất là nhiều nha. Wanfa còn 4 con nha anh em, mình cũng bán hết rồi, cũng về thêm 1-2 con nữa. Hẹp này nha anh em, hẹp 150, cũng còn rất là nhiều nha anh em. Bên mình có thủ tục góp nha anh em. Còn anh em nào muốn dư giả xe, muốn bán cho mình thì có thể liên hệ với mình nha. Chụp hình biển số xe và cần vàng gốc, chụp màn hình rồi gửi qua cho mình nha. Để mình lên phía trước mình quay luôn. Trước mặt anh em đây là một con Ly đời 2017 nha anh em, mang biển kiểm soát là 59Y302360. Con này biển Củ Chi nha anh em, màu đá đô cực kỳ đẹp nha. Màu đá đô cực kỳ đẹp luôn. Xe này cũng còn mới lắm nha anh em, cũng còn trang lắm nha. Máy móc thì bao zin cho quý anh chị mình luôn. Ly 27 nha anh em, xe cũng còn rất là mới luôn nha. Cốp cũng còn rất là rộng luôn. Xe này cốp rộng lắm. Anh em mấy chị em phụ nữ đi bỏ đồ rất ok nha anh em. Giá anh em sẽ để con này là 25 triệu đồng nha. 25 triệu đồng, có bớt chút lọc cho quý anh chị mình luôn nha anh em. Có bớt chút lọc cho quý anh chị mình ở xa luôn nha. Một con Ly 27 nha anh em. Mặt theo xe vẫn còn nha. Xe còn rất là đẹp luôn. Chi, Hồ Chí Minh 25 triệu đồng. Bên em có chi buôn bán và trao đổi xe nha. Tiếp theo là một con AB mang biển kiểm soát là 59G2 46422. Con này đời 2018 nha anh em. Một con AB 125 đời 2018 nha. Xe còn rất là đẹp luôn. 59G2 12 nha anh em. Xe thì không có gì để bàn rồi. Rất là mới luôn. Bên này có chi mua bán và trao đổi xe nha anh em, có thủ tục góp luôn nha. Chỉ cần căn cước công dân có gắn chip là mình góp được rồi nha anh em. Giá anh em sẽ lấy con này là 27.500.000 đồng nha anh em. 27.500.000 đồng, có cặp gương theo xe luôn nha. 27.5. Tiếp theo đây là một con AB luôn nha anh em, AB màu tem 3D nha. Phiên bản tem 3D cực kỳ đẹp luôn, máy móc bao zin luôn nha anh em. Xe này ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn, 70K140053 nha. Ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn. Anh em muốn công chứng ủy quyền hoặc chứng mua bán đều ok nha. Con AB 1525 70 Tây Ninh đời 27 nha, ngay chủ bao ký giấy luôn. Tem 3D cực kỳ đẹp nha. Giá anh em sẽ lấy con này là 25.800.000 đồng. 25 triệu 800 nha anh em, đời 27 nha. 258 nhân tay chắc đơn giúp em nha. Bên em có chi mua bán và trao đổi xe luôn nha anh em. Điện thoại là 0985 822 499 và 0379 666 994 nha. Số điện thoại em có lưu phần dưới phần mô tả nha anh em. Tiếp theo là một con Vario 150 mang biển kiểm soát là 70H152928 nha. Con này Vario 150 2021 luôn nha anh em.
xe này ngay chủ bao ký giấy cho quý chị mình luôn nha, ngay chủ bao ký giấy cho quý chị mình luôn. Anh em nào muốn công chứng mua bán hoặc là công chứng quý quyền được thì ok nha. Một con Vario màu trắng đỏ nha, 150 xe thì hai chìa còn cần đầy đủ nha anh em. Hai remote còn y nguyên nha, xe còn mới tinh. Giá em sẽ để con này là 46.800.000 đồng nha anh em, 46.800. Một con Vario 150 2021 luôn nha. AB 125 mang biển kiểm soát là 50Y1 59436 nha anh em, 59436. Con này màu đỏ đô nha anh em, rất là đẹp luôn nha, một con màu đỏ đô rất là đẹp luôn nha. Một con AB 125 cực kỳ đẹp nha. Anh em muốn hỗ trợ trả góp thì mình sẽ hỗ trợ nha anh em. Mang biển kiểm soát là 50Y1 59436 nha anh em. Con này giá em sẽ để con này là 36.500 nha anh em. 36.500.000 đồng. Con AB 125 nha. Quý anh chị em nào muốn ở xa mà muốn ship xe thì liên hệ với mình nha. Đặt cọc cho mình 1 đến 2 triệu mình ship xe cho anh em luôn nha. Tiếp theo đây là một con Vision mang biển kiểm soát là 59Y3 18864. Con này đời 2018 nha anh em. Phiên bản màu xanh đá nha, cực kỳ đẹp nha. Màu xanh đá cực kỳ đẹp nha. Con Vision đời 59Y3 18864 nha, biển Lộc Phát nha anh em. Biển 18864. Con Vision máy móc thì bao zin cho quý chị mình luôn nha anh em. Xe cực kỳ đẹp. Đời 2018 nha. Máy móc thì bao zin luôn. Giá của anh em, giá bên này sẽ con này thì bên em sẽ để giá con này là 26.500 nha anh em, 26.500.000 đồng. Có bước chút lọc cho quý chị em mình ở sau luôn nha. Tiếp theo đây là một con Vision mang biển kiểm soát là 59Y2 85412 85412 nha anh em. Con này màu xanh nha anh em, màu xanh dương cực kỳ đẹp nha, màu xanh dương cực kỳ đẹp luôn. Máy móc thì bao zin cho quý chị em mình luôn nha. Dương. Giá anh em sẽ đẩy con này là 23.800.000 đồng, 23.800.000 đồng nha anh em. Bên mình có bán góp và trao đổi xe nha anh em. Anh em nào dư giá xe thì có thể liên hệ với mình nha, qua số điện thoại là 0379 666 994 hoặc là 0985 822 499 nha. Tiếp theo là một con Vision màu đen nhám nha anh em. Xe này hiện ngay chủ bao công chứng cho quý anh chị mình luôn, là biển số là 59F1 94827 nha, đời 2017 nha anh em. Xe này ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn nha, ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn. Phiên bản màu đen nhám nha, cực kỳ đẹp. Phiên bản đen nhám nha anh em, chuột con heo màu đỏ nha. Phiên bản cực kỳ đẹp nha. Giá anh em sẽ đẩy con này là 25 triệu đồng nha anh em. 25 triệu đồng cho con Vision mang biển kiểm soát là 59F1 94827 nha. Con này đời 2017 luôn. Tiếp theo là một con Vision màu đỏ nha anh em. Con này máy móc thì bao zin luôn nha.
Điện mang biển kiểm soát là 50N119213. 50N119213 nha anh em, con khi sinh. Cực kỳ đẹp nha anh em, máy móc thì bao zin cho quý anh chị mình luôn nha. N119213, con này giá đây, con này là 21.800.000 nha anh em. 21.800.000 đồng cho con thi sinh nha. Đây con rất là đẹp nha. Bên em có chuyên mua bán và trao đổi xe nha. Anh em nào thích dòng xe nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo giúp mình là 0379666994 hoặc là 0985822499 nha anh em. Bên mình có hỗ trợ ship xe luôn nha. Anh em nào ở tỉnh miền Tây hoặc là từ Nam ra Bắc thì mình sẽ ship xe cho anh em luôn nha. Về miền Tây thì phí ship xe khoảng tầm 300 đến 350 trở lại nha anh em. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Winner V1 nha anh em. Winner V1 mang biển kiểm soát là 64F132194. Con này đời 2017 nha. Ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn. Ngay chủ bao ký giấy nha, phiên bản màu đỏ nha anh em. Màu đỏ kết hợp với màu đen nhám nha. Lưu ý giúp em, một con này là màu đen nhám kết hợp với màu đỏ nha. Xe thì máy móc bao zin luôn. Xe không một lỗ lầm nào hết. Gắn nhẹ nút đề là nổ liền luôn nha anh em. Xe thì có cặp gương. Cặp gương heo xe luôn nha. Anh chủ xe này đi rất là kỹ luôn nha anh em. Xe này có gắn hai cái đèn trợ sáng luôn nha anh em. Anh em mua về mình không cần gắn đèn trợ sáng nha. Một con Winner V1 mang biển kiểm soát là 64F132194. Giá thì bên em sẽ lấy con này là 21 triệu đồng nha anh em. 21 triệu đồng. Tiếp theo đây là một con Winner cũng màu xanh luôn nha anh em. Con này là màu xanh nha. Màu xanh dương kết hợp với màu đỏ nha anh em. Con này thì ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn nha. Mang biển kiểm soát là 61G173116 nha. 61G173116. Con này con Winner V1 cực kỳ đẹp nha. Ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn. Anh em nào thích công chứng mua bán hoặc là công chứng ủy quyền đều ok nha. Máy móc bao zin luôn. Xe không một lỗ lầm luôn nha anh em. Giá bên em sẽ lấy con này là 19 triệu đồng nha anh em. 19 triệu đồng bao ký giấy cho quý anh chị mình luôn nha. Nghe chủ luôn. Tiếp theo là một con Winner X nha anh em. Con này Winner X mang biển kiểm soát là 69K133208 nha. Con này đời 2020 luôn. Con này ngay chủ qua ký giấy cho quý anh chị mình luôn nha. Một con Winner X. Xe này thì bạn hắn ABS nha anh em. Xong thật nói chung kiểm tra cái bình là coi. Con này thì hắn ABS luôn nha anh em. Một phiên bản hắn ABS cực kỳ đẹp nha. Đây một phòng hắn bản ABS nha anh em. Phiên bản màu đỏ đen nha. Winner cực kỳ đẹp nha anh em. Máy móc thì bao zin cho quý anh chị mình luôn nha. Bên em có chuyên mua bán và trao đổi xe nha anh em. 69K133208 nha. Giá anh em sẽ lại con này là 26.500.000 đồng. 26.500.000 đồng nha anh em. Tiếp theo đây là một con Winner phiên bản màu cam đen nha anh em. Xe này vừa mới bắt mưa vừa về luôn. 47E141309. Một con Winner X nha anh em, màu cam đen cực kỳ đẹp nha. Máy móc thì bao zin cho quý chị mình luôn. Quay A100 nha anh em. Quay A100
mang biển kiểm soát là 55X90184. 55X90184. Xe này thì đặc biệt là đầu nồi chưa rớt nha anh em. Đầu và nồi chưa rớt nha, xe còn rất là đẹp luôn. Cho anh em coi này, đầu và nồi chưa rớt nha, xe cực kỳ đẹp. Máy móc thì bao zin luôn. Giá anh em sẽ đẩy con này là 12.500.000 đồng nha anh em. 12.500.000 đồng. Xe này đầu nồi zin, máy móc còn zin luôn nha. Xe này không có like cái gì hết nha anh em. Anh em coi cái bô này còn rất sáng giới luôn nha. Cái này là phuộc heo xe, zin heo xe luôn nha, không chưa dầm túi bắn giáo luôn nha anh em. Anh em coi rất là đẹp nha, xe đi rất là kỹ luôn. Cam heo xe xuống chì nè anh em. Xe còn rất là đẹp nha, 12.500.000 đồng. Đầu và nồi chưa rớt nha. Đầu và nồi, cái nồi này, nó đãi với cái cạch nha, rất là rõ luôn nha anh em. Xe 2 lá 10 nha anh em, 12.500.000 đồng. Nhanh tay chốt đơn giúp em nha. Tiếp theo là một con Quay A màu xanh nha anh em, mang biển kiểm soát là 63B8 64733. Con này đời 2019 nha. Đời 2019, xe cực kỳ máy, nổ cực kỳ im luôn. Anh em nào thích dòng xe nào thì liên hệ giúp em nha. Qua số điện thoại là 0379666994 nha anh em. Số điện thoại em có dưới phần mô tả nha. Và anh em nào thích dòng xe nào thì mình có thể tua qua tua lại để mình coi nha anh em. Giá anh em sẽ đẩy con này là 14.500.000 đồng nha anh em. 14 năm cho con Quay A đời 2019 nha anh em. Anh em mua về đi làm rất là ngon nha, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn, chị em phụ nữ đi rất là ngon. Trước mặt quý chị em đây là một con Fu 2019 nha anh em, mang biển kiểm soát là 59U2 30795. Con này Fu qua đèn led là nha anh em. Con Fu qua đèn led là nha. Xe thì cực kỳ đẹp nha anh em, không có gì để chơi luôn. Xe thì bánh mâm hắn đĩa nha. Xe thì bánh mâm hắn đĩa nha. Cho quý chị em mình luôn nha. Giá em sẽ để con này là 26.500.000 đồng nha anh em. 26 năm cho con full led nha anh em, màu xanh, bánh mâm hắn đĩa nha. Xe thì cực kỳ chắc luôn. 125. Bản đặc biệt nha anh em, bánh mâm hắn đĩa nha. Tiếp theo đây là một con Funeo. Một con Funeo nha anh em, mang biển kiểm soát là 59Y301875. Con này Funeo đời 2008 nha anh em. Xe này thì cũng có rớt đầu rồi nha, rớt đầu cả có xe xếp bắp nha anh em. Nhưng mà đặc biệt xe này là ngay chủ và ký giấy cho quý anh chị mình luôn nha. Anh em nào muốn công chứng ủy quyền hoặc công chứng mua bán thì ok nha anh em. Em quay chi tiết cho anh em mình coi luôn nha. Một con Funeo, giá là sẽ để con này là 20.800.000 đồng nha anh em. 20.800.000 đồng con Funeo nha. Nhanh tay chốt đơn nha anh em. Tiếp theo là một con Quay Alpha, mang biển kiểm soát là 59X318200. Con này đời 2019 nha anh em. Đời 2019, xe màu đỏ bạc nha anh em. 2019 màu đỏ bạc nha. Máy móc bao zin cho quý chị mình luôn nha. Anh em nào hết dòng xe nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo giúp mình nha. Số điện thoại là 0379666994 nha anh em. Số Zalo, số điện thoại mình có ghi dưới phần mô tả nha anh em. Máy nổi ru, biển số thành phố nha anh em, đời 2019 giá nè. Giá thì bên em sẽ để con này là 15.500.000 đồng nha anh em. Có bớt chút lọc cho quý chị em mình luôn nha. À,
Bên mình còn 4 chiếc Wi-Fi nha anh em, 2 chiếc màu xanh nhất và một chiếc màu đỏ đô nha. Wi-Fi màu đỏ đô. Rim Thái Super mình cũng còn nha anh em. Rim Thái Super mình vẫn còn nha. Trước mặt quý anh chị em đây là một con quay Alpha mang biển kiểm soát là 52M9 0647 nha anh em, 52M9 0647 nha. Xe này thì cũng có rớt đầu xe sức bắp nha anh em, rớt đầu xe sức bắp nhưng mà xe cũng còn rất là im nha, máy nổ rất là im luôn. M90647 nha anh em. Giá thì bên em sẽ để con này là 14.500.000 nha anh em. 14.500.000 đồng. Xe thì đi lên cục Phục Nai nha anh em. Anh em đi chở đồ rất là ok luôn nha. Bộ hồ xe vẫn còn nha anh em. Chỉ có 14.500.000 thôi. Anh em có xe đi chở đồ, xe đi làm rất là ngon nha. Tiếp theo là một con Wi-Fi màu đỏ đô nha anh em, màu đỏ cực kỳ đẹp nha, mang biển kiểm soát là 51i4 2053, con này bị Củ Chi nha anh em, 51i4 nha, xe còn rất đẹp nha anh em. Xe màu phiên bản lốc đen nha, Wi-Fi lốc đen nha anh em, 51i4 2053. Giá thì bên em sẽ để con này là 14.800.000 đồng nha anh em. 14.800.000 đồng. Tiếp theo là một con que mang biển kiểm soát là 53H27706 nha anh em, 83H27706 nha anh em. Xe này quen pha lốc trắng nha anh em, 83H27706, xe cũng còn rất mới luôn nha, rất là ngon luôn. Xe hết bình để mình đạp lên. Xe đèn bình tràn đầy đủ nha anh em. Tại mình đã bắt chìa khóa mình tự quên, tại vì hết bình, đạp nhẹ là nổ liền luôn. Honda DF 100cc nha anh em, bộ em xe vẫn còn nha. Xe cực kỳ luôn, nổ cực kỳ, máy bảo im luôn nha. 83H27706 nha anh em. Một con Wi-Fi lốp trắng cực kỳ đẹp nha. Anh em nào hết thì cho chốt cọc giúp mình nha, 1-2 triệu mình ship xe cho quý chị em mình luôn nha. Lưu ý giúp em này, phí ship xe là bên Mua chịu giúp em nha. Còn anh em nào gần cửa hàng thì đến xe đến coi xe trực tiếp nha anh em. Giá bên em sẽ để con này là 14 triệu đồng nha anh em, 14 triệu đồng. Xe cũng còn rất đẹp liền lạc luôn nha. Tiếp theo là một con Wi-Fi mang biển kiểm soát là 53X9 8649 nha anh em. Baby.
code đầy đủ nha anh em. Đèn bên trái chức năng đầy đủ luôn nha. Xe không có gì để chê luôn nha anh em. 14 triệu 800 nha anh em. Trước mặt quý chị em đây là một con rim Thái. Mang biển kiểm soát là 52H3 5627 nha anh em, 52H3 5627 cùng một con rim Thái nha anh em. Xe này bô heo xe vẫn còn nha. Xe này bô heo xe vẫn còn nha anh em. Lưu ý giúp em là xe này cũng có rớt đầu nha. Rớt đầu cả có xíu bắp nha anh em. Xe này cũng còn rất là đẹp nha anh em. Anh em mua về thì đi rất ok nha. Giá anh em sẽ đẩy con này là 15 triệu đồng nha anh em. 15 triệu đồng cho con rim Thái nha. Mang biển kiểm soát là 52H3 5627 nha anh em. Tiếp theo là một con rim Thái. Mang biển kiểm soát là 52X1 2314 nha anh em. Con này đời 1995, xe 1995 nha. Nước sơn hay zin xe cũng còn nha anh em. Xe nổ máy rất là im luôn. Rồi, lát nữa anh cho nổ cho. Xe này là lưu ý em là xe này cũng có rất đầu rồi nha. Cậu có xe sấp bắp nha anh em. Xe này mấy dòng xe rim thì tiền nào của đó nha nè. Anh em nào muốn chơi xe mà xe đẹp mà muốn giá rẻ không có đâu nha. Nó mới tầm hàng 3, hàng 4 xe chưa rớt đầu, phải tầm hàng 3, hàng 4 thì xe thì may ra xe chưa rớt đầu. Cái xe mà hàng tầm mười mấy triệu thì không có vụ mà xe chưa rớt đầu mà giá rẻ đâu nha. Giá thì bên em sẽ để con này là 15 triệu 500 ngàn đồng nha. 15 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp theo là một con Super Rim mang biển kiểm soát là 52H3 9628 nha. Con này thì ngay chỗ bao cái giấy cho quý chị mình luôn nha anh em. Xe này chủ xe dọn cũng hay, cũng rất là nhiều tiền nha. Anh chủ xe dọn rất là nhiều tiền luôn nha anh em. Năm mươi hai H ba 9628 con này là Super Rim. Xe này có cái rổ trước cho anh quý chị mình đi chợ cũng rất là ngon luôn nha. Chị em đi chợ hoặc là anh em chở đồ rất ok luôn. Giá anh em sẽ để con này là 16 triệu 500 ngàn đồng. 16 triệu 500 nha anh em. Ngay chủ bao ký giấy cho quý chị mình luôn nha. Xe này anh chủ xe dọn lại rất là đẹp nha anh em. Anh em mua về chỉ biết đổ xăng hay nhớ định kỳ cho em đó đi thôi. Khỏi suy nghĩ nha. Bên mình có chuyên mua bán và trao đổi xe. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo là 0379666994 nha anh em. Bên em anh em nào di giá xe có thể liên, muốn bán thì có thể chụp bằng chụp anh em muốn bán thì có thể chụp xe cà vạt gửi qua Zalo giúp mình nha. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Accenter 150 mang biển kiểm soát là 59G236 36494. 59G236 34494 nha anh em. Con này đời 2018 luôn. Xe này mình cũng lấy lâu rồi. Giờ quay lại cho quý anh chị em mình coi luôn nha. Giá này sẽ con này là 27 triệu đồng nha anh em, 27 triệu đồng. Tiếp theo là một con Accenter 150 mang biển kiểm soát là 59X1 60514 nha anh em. 60514. Con này thì giá này sẽ để con này là 22 triệu 800 nha anh em. 22 triệu 800 ngàn đồng. Một Accenter màu đen nhám mang biển kiểm soát là 59Y3 08476 nha anh em. Con này đen nhám nha, bản phiên bản Limited nha anh em. Phiên bản màu đen nhám, biển Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá đang sẽ để con này là 25 triệu đồng nha. 25 triệu đồng. Một con Accenter mệt kinh nha anh em, mang biển kiểm soát là 59H166495. Con này Accenter mệt kinh nha. Có giày đạp nha anh em. Đây có giày đạp nha.
giá em sẽ để con này là 26.500.000 đồng, 26.500 cho con Accenter Mở Kinh nha anh em, biển quận 5. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Accenter Mở Kinh luôn nha, phiên bản màu cam đen 2020. Xe này Mở Kinh 2020, mang biển kiểm soát là 59Y351976 nha anh em, 51976 Accenter Mở Kinh nha anh em, có giờ đạp nha. Xe nhập nguyên khẩu nguyên chiếc ở Indonesia. Giá em sẽ để con này là 33.500.000 đồng nha anh em, 33.500.000 đồng. Rồi được rồi, có gì quay có coi cho. Được rồi, có gì quay coi xe cho. Mình còn rất là nhiều nha anh em, Winner này nha anh em. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Winner mang biển kiểm soát là 59Y313794. Con này đời 2018 nha, đời 2018 phiên bản màu xanh. Giá thì bên em sẽ để con này là 25.500 nha anh em, 25.500. Bên em bên mình còn có Sachia nha anh em, Sachia Raider Sonic nha anh em. Anh em nào có dòng xe nào thì đến cửa hàng của em, chỉ cần căn cước công dân có gắn chip nha anh em là mình có thể góp được xe rồi nha anh em. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Sachia mang biển kiểm soát là 59Y342665. Con này ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị em mình luôn nha. Con màu xanh cực kỳ đẹp của con Sachia nha, màu cực kỳ đẹp của Sachia 2019, ngay chủ bao ký giấy cho quý anh chị em mình luôn. Giá em sẽ để con này là 33.500.000 đồng, 33.500 nha anh em. Xe cũng còn rất là đẹp nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cửa hàng của mình suốt thời gian qua, cảm ơn tất cả anh em nha. Gần tới là anh em nào muốn mua xe thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0379 666 994 nha anh em, bên mình có chuyên mua bán và trao đổi xe nha.